Chào quý ông bà cô bác. Hôm nay mình đến dự cái lễ tang của ông Trương Văn Phúc. Ông đã trừ tang vào lúc 6 giờ sáng ngày 13 tháng 5 2024 nhằm ngày 6 tháng 4 âm lịch năm Giáp Thìn. Ông hưởng thọ được 63 tuổi. Tuổi của ông là tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Quê quán của ông ở ấp Hới Đức, xã Thành Hới A, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Quý vị xem video này xin vui lòng cho mình một lần nữa. Xin cảm ơn. Trước khi làm lễ nhập quan, gia đình có dọn cúng một mâm đất đai nhân trạch thần hoàng quận cảnh chỗ ăn chỗ ở. Đây là cúng mâm đất đai nè quý vị. Sau đó cũng là củ quyền thất tổ nội ngoại đôi bên một mâm. Cúng đất đai, cúng củ quyền, cúng tiền giảng rồi xong hết. Rồi mình làm lễ 11 giờ, làm lễ nhập quan cho ông. 11 giờ ngày mùng 6. Chui lấy chú bản à, kiếm lộn rồi. Đi chui lấy chú bản á, à, không phải chú gạp. Cái chui em nói đây, kiếm là chú bản, kiếm lộn rồi, không phải chú gạp. Mai tán tại hòn Cúc Tròn, chở đồ hòn gương rồi chở tới xong xuôi hết rồi quý vị. Trang trí này cho đàng hoàng để đặng cho kịp giờ tẩn niệm. Thank you.
Đã đến giờ làm lễ nhập quan, khăn để trên, áo để giữa, quần để dưới, gối ôm để hai bên, đắp mền lên, đổ trà. Con cháu xá hai xá, lại hai lại xá hai xá, lại xong rồi nó làm đậy nắp và trang trí, sau đó nhạc làm lễ dựng giá và thành phục phát tang luôn. Hay xá lại, hay lại. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
giọt yêu thương tình yêu hồn trần là đón khát tình hòa bình sẽ và nhiều khoe khói hoa xa gần ta dỗ Thank you.